thêm một quyển chúc phúc kỵ. Và nhận được hai bảo thạch đỏ cấp 1. Các bạn dùng chìa khóa tiên cảnh để nhận thêm tầm bảo nữa nhé. Game có rất nhiều cửa hải để cho các bạn có thể chơi giải trí cũng như là tăng lực chiến. Về phần dị thú nhất tiến hóa thì có rất là nhiều cửa ải và trang bị các bạn đến để xem. Không những các bạn có thể đấu ở map bình thường trong bang hội mà còn có thể đấu với map trên thế giới nữa nha. Vậy mình sẽ hướng dẫn các bạn chuyển map góc trên cùng phía bên tay phải của màn hình. Các bạn kích vào logo, chọn tròn biểu tượng Thương Khung Sơn này. Đây, mũi tên màu vàng này là chỉ các bạn, còn màu đỏ là quái đang ở đó. Bây giờ bạn muốn chuyển sang một map khác để đánh nhau thì các bạn chủ yếu là chọn vào những chỗ mà có hình hai chiếc kiếm này thì sẽ có nhiều quái hơn ở đó. Và bây giờ mình sẽ di chuyển sang nhé. Đây, hiện tại thì nhân vật của mình đã sang bên này rồi. Các bạn tắt đi, tắt map đi là thấy. Mình sẽ di chuyển cho các bạn thấy. Đây. Rồi sau đó mình sẽ thao tác đánh quái. Như bạn thấy trên màn hình là mình đang thao tác chiến đấu. Xin chào mọi người, hôm nay mình sẽ hướng dẫn mọi người chơi một game cổ trang nhập vai mang tên Nghịch Thiên Kiếm Thế VTC. Game này thì mình cũng đã chơi một thời gian rồi và lực chiến của mình bây giờ hiện tại là 911.468 và cấp là 292. Hiện tại như ở trên màn hình thì mình đang ở Thương Khung Sơn và đang đi đánh quái. Nhân vật màu đỏ này là quái có tên Thái Hỏa Thiên Lưu, cấp 190 đến 210. Cách mà để mình cường hóa lực chiến cho nhân vật nhanh thì như các bạn thấy có một hình người và mũi tên màu xanh đang hướng lên trên, các bạn kích vào và sau đó đi đến cường hóa. Các bạn kích vào cường hóa thì ở trong đây có tất cả các vật phẩm mà trang bị cho nhân vật, thì chỉ có vật phẩm nào có mũi tên màu xanh hướng lên trên
Các bạn kích vào đó và ấn chữ cường hóa nhanh. Đó, như các bạn thấy thì lực chiến đã tăng lên rồi. Và các bạn cứ làm như thế lần lượt tất cả các trang bị vật phẩm của nhân vật. Đây là cách cường hóa. Và sau đây thì mình sẽ hướng dẫn các bạn đi nhận quà nhé. Ở phần tăng lực chiến có mỗi ngày điểm danh, các bạn kích vào. Và sau đó các bạn sẽ nhận các phần thưởng mà game sẽ thưởng cho chúng ta mỗi ngày một lần. Hôm nay mình đã nhận được 5.000 phù văn EXP. Quà online mỗi ngày sẽ được quay rút thưởng. Mình sẽ quay lần thứ nhất. Mình nhận được lễ bao tọa kỵ huyết mạch dùng. Quay lần 2 thì mình nhận được bảo thạch đỏ cấp 1. Quay lần 3 thì mình nhận được lễ bao đan tiến bậc tọa kỵ. Quay lần 4 nhận được một chìa khóa tiên cảnh. Lần 5 lễ bao sủng vật tiến bậc đan. Và lần quay cuối cùng thì mình nhận được lễ bao 4.000 bạc. Và vừa rồi là mình đã sử dụng hết 8 lần quay rút thưởng. Bây giờ mình sẽ vào phần chúc phúc để nhận miễn phí giao tiền thụ. Mình đã nhận được 400 đồng. Phần bên trái màn hình, một chiếc bảng cố định có chữ nhiệm vụ và đồng đội. Thì bình thường mình sẽ kích vào phần nhiệm vụ ở đây để làm nhiệm vụ và tăng lực chiến và tăng cấp. Mình cũng chơi được một thời gian rồi nhưng mà mình không biết tìm lại có tác dụng gì. Thường thì mình chỉ kích vào thôi, tìm lại nhanh. Bên cạnh đó là các hoạt động mỗi ngày. Thì có những hoạt động phụ để cho chúng ta tăng cấp, ví dụ như là hộ tống, tiệc bang, tranh phong, kỳ tích luận đạo. Các bạn chọn một trong các nhiệm vụ này để đi làm. Vậy thôi. Giờ đây thì mình sẽ cường hóa nốt tất cả các vật phẩm còn lại ở trong trang bị. Và đừng quên là tăng cấp tọa kỵ để tọa kỵ mạnh hơn giúp chúng ta đi chiến đấu.